Thì lần trước thì các môn xã hội các em còn có khoảng 1/3 thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay thì nó đã sấp xỉ 50%. Như vậy là học sinh có sự lựa chọn khác so với năm trước. Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều Gia Lâm. Nếu như năm ngoái trường này chỉ có một phòng thi môn lịch sử thì năm nay trong kỳ thi thử cho học sinh lớp 12 toàn thành phố, số học sinh đăng ký thi môn xã hội cũng lên tới 9 phòng thi, chiếm gần một nửa tổng số học sinh lớp 12 của trường. Học sinh khối C chọn thi sử địa giáo dục công dân thì đã rõ, nhưng ngoài ra để lấy điểm tốt nghiệp thì hầu hết học sinh khối D cũng chọn thi tổ hợp xã hội chứ không chọn thi tổ hợp tự nhiên lý hóa sinh. Nếu như em đăng ký tổ hợp thi khoa học xã hội, em có thể gặp khó khăn đôi chút về môn lịch sử, nhưng môn địa lý và môn giáo dục công dân thì cơ hội em có được điểm cao nhiều hơn, bởi vì môn địa lý em được sử dụng sẵn, còn môn giáo dục công dân những câu hỏi